một lời khuyên cho sức khỏe cộng đồng. Nếu vệ sinh kém, chính bàn tay có thể là đường lây nhiễm vi trùng, gây ra các bệnh nhiễm trùng nguy hiểm như dịch tả, thương hàn, tiêu chảy, có thể đưa đến tử vong. Giữ vệ sinh tốt là cách ngăn chặn vi trùng hiệu quả. Hãy rửa tay thường xuyên, nhất là trước khi ăn. Một lời khuyên cho sức khỏe cộng đồng của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh cùng thực hiện với Lifebuoy, phương pháp tắm rửa vệ sinh.